Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em quay video giới thiệu đến mọi người một cái cây nó cũng có khá nhiều tên đấy anh chị ạ. Nên anh chị nên chú ý về cái màu sắc bông hoa và thân lá nhé. Xong rồi xem cái cây nhà mình. Cái cây này nó cũng khá nhiều tên nên là nó cũng rất là khó nói. Thì em chỉ gọi về hai cái tên là tương đối phổ thông có chưa. Cái cây cái này là cây Nong Cái Trắng Yên Bái và cái cây Họa Mi Gót Nâu. Đấy. Thì nó còn một số những cái tên khác nữa. Thì thực ra thì với những cái màu đây này mọi người nhìn này. Cái màu mà em hay gọi là cái màu blue ạ. Đấy, anh chị nhìn thấy cái mắt nó. Mắt màu của nó là màu kiểu màu mực ạ. Quay như thế này là được cái màu nó thật nhất. Bởi vì em phải chui vào cái chỗ mà nó không có ánh nắng thì nó lên màu nó mới thật nhất được. Để các anh chị cùng biết được cái màu thật của nó. Khi mà quay mà ở ngoài nắng ấy, bởi thường cái nào gặp nắng nó thì nó cũng đẹp hơn, nhưng mà riêng cái cây này thì nó màu nó bị pha trộn quá nhiều nếu như vào thời tiết nắng. Thế nên là em phải chui vào cái chỗ mà không có nắng để cho mọi người nhìn thấy cái màu mắt của nó. Màu mắt của cây này nó khá là lạ. Nó cũng dạng là cái màu xanh tím hoặc là màu tím mực. Hay gọi là màu, em hay gọi là màu blue á. Đây là mọi người nhìn này. Đấy. Và anh chị nhìn cái cánh của nó nhé. Đây này, cánh dưới này. Em riêng những cái cây như thế này á, anh chị nên nhìn cái cánh, cái độ trắng của nó qua một cái gì như cái này là cái tem, như cái này là cái tem cây. Đấy. Thì em cảm giác nó hơi phấn hoặc là hơi có màu, nhưng mà thực ra thì không thể tránh được, bởi vì anh chị nhìn là biết là cái mắt này nó là mắt blue rồi, như em hay gọi là cái mắt blue ạ. Thì nếu như tất cả những cái cây mà người ta gọi là năm cánh trắng mà có cái màu mắt như này hoặc màu xêm như này, có nghĩa là cái màu nó màu xanh tím này, đâu lại nó màu tím nhưng nó không phải là màu tím bình thường ấy. Tím bình thường trên cây phi tím, màu tím này nó là màu tím kiểu màu mực ấy. Đấy. Thì mà em như cái màu này em hay gọi là màu blue này. Đấy. Bông nào cũng thế anh chị ạ, bởi vì cái này nó nở ổn định nhiều lần nhiều nơi rồi. Đấy. Cái đặc trưng của nó là vai rất là ngang, cánh vai của nó là hai cánh dưới ngoài cùng này anh chị ạ. Đây gọi là vai ngang, cánh vai. Đấy. Còn nhiều người ta cứ bảo hai cánh này mới là cánh vai thì không đúng. Nhiều người ta cứ ghi cả cái chỗ này là cánh vai, ba cánh này là cánh đài. Đấy. Thực ra thì vai ngang thì nó phải là cái hai cánh này nó ngang tóc này thì mới gọi là vai ngang. Cái nào cũng thế thôi. Bởi vì chúng ta xét trên một cái phương diện, đó chính là cái bông hoa lan, thì tất cả các bông hoa lan là đều phải công nhận là như vậy. Bởi vì nhiều người ta gọi cái này là cánh vai, cái này là cánh đài. Đấy. Thì thực ra thì cái việc mà đánh giá thế thì em cũng không phải. Nhưng mà thực ra cái dưới này nó là phải cánh vai. Vai đây này anh chị ạ. Là chính như cái này là vai ngang. Anh chị nhìn cái bông hoa nó ngang tóc như này mà. Đúng không ạ? Đây này. Ngang tóc. Đấy. Bởi vì chúng ta đánh giá cái bông phi điệp hay là bông địa lan là phải như nhau. Bởi vì nó cùng là hoa lan thì chúng ta phải đánh giá cái bông cánh vai ở đâu, cánh đài ở đâu. Đấy. Thì cái này anh chị xem thêm trên kênh Thiên Ngàn Hoa là em muốn nói rất là nhiều trên địa lan, trên này về địa lan. Đấy. Cánh vai, cánh đài, rồi mắt, môi hoa, rồi gì mũi, trụ phấn. Đấy. Ở trên kênh Thiên Ngàn Hoa em nói rất nhiều. Thì còn em cũng nói về cái màu mắt này á. Cái cây có cái màu mắt này là cái cây, tất cả những cây phi điệp mà màu mắt này thì nó cánh của nó không được trắng tuyết anh chị nhé. Nó chỉ là trắng đục thôi. Nó là trắng đục như một số cây. Đấy. Thì cái cây Họa Mi Bắt Nâu này hay là còn gọi là Nong Cái Trắng Yên Bái và một số cái tên khác. Đấy. Về cơ bản anh chị nếu nhà có rồi thì cứ nhìn chi tiết chính xác về cái bông hoa của nó nhé. Cây này thì rất là đặc trưng, đó chính là vai ngang. Đấy, vai ngang thì nãy em cũng có nói sơ qua đấy. Và cái
môi hoa này và cái đôi mắt này là nó lem màu, rất lem màu ấy chị ạ, và nó có màu tím đấy, đôi mắt đó. Nhìn chung cái màu này nó khá đặc trưng, nhìn cái là anh chị có thể nhận ra được ngay đấy, được cả những cái bông bên này thế thôi anh chị thấy không đấy. Thì em xin phép là giới thiệu đến mọi người về thân lá của cây này một chút và những cái đặc trưng để các anh chị có thể cùng xem tham khảo thêm về cái cây nồng trắng Yên Bái hay gọi là họ mi mắt nâu này. Bởi vì nó cái màu mắt như thế này thì anh chị biết là chắc chắn là nó không được trắng tinh trắng tuyết đâu anh chị nhé, không được trắng tuyết. Những cái màu mắt này thì nó là một trong những màu em thấy là ít nhất trong phi điểu, màu xanh tím đấy, rất là đẹp anh chị ạ. Thì em xin phép và giới thiệu thân lá một chút anh chị nhé. Xuống đến cái phần thân lá đây thì mọi người nhìn này, thân lá của nó nhé, cái này là luôn luôn là cái này là cái cây thân lá nó xanh xanh. Đấy, mọi người thấy xanh sạch ạ. Cái này là hai thân mà đang để ba mầm, còn một thân ở ngoài nữa. Thì đấy thì là cái cây thân lá nó xanh sạch và không có gì quá đặc trưng nhiều. Lá của nó thì to khoảng 2 đến 3 cm và dài khoảng từ 5 đến 10 cm anh chị em. Lá của nó không gì đặc trưng nhiều. Đuôi lá nhọn, lá rất là nhọn và nó không có quá gì có đặc trưng nhiều. Nhưng cây này được cái là nó có cái bộ thân lá của nó khá là nhỏ anh chị ạ, thân lá nó khá là nhỏ. Nếu mà anh chị muốn tìm đặc nhìn đặc trưng của cái cây này thì anh chị có thể là nhìn cái cây 50 trắng mắt nai hoặc là cây 50 trắng Bùi Việt đấy, lá nó khá là giống, thân nó nhỏ. Thân này anh chị có thể nuôi thân này ở đây thì nó 0.5 đến 0.8 đấy, có nghĩa thân thân hiện tại ở em đang cần này. Nhưng cái cây này thì nó có thể nuôi được 1.5 đấy, có nghĩa là nuôi nó rất là mập anh chị nhé. Cây này thì nó có thể nuôi đạt dài được tỷ lệ là 1,5 m anh chị ạ, 1,5 m. Và cái cây này nó rất là dễ hoa. Đây anh chị nhìn cái cây này nó chỉ khoảng tầm độ 30 cm đúng không? 30 cm là đã cũng có thể là có hoa tự nhiên rồi, rất là dễ hoa, anh sẽ không cần phải kích gì nhé. Đấy. Cái này rất là dễ hoa và sinh bông. Cái này thì có thể là đạt được 50% tỷ lệ hoa trên một thân và nở vào cái dịp vào tháng 3, tháng 4 ấy, là trong miền Nam, còn ngoài Bắc đây là tháng 5, hiện giờ đang tháng 5 thì nó có thể là tháng 5, tháng 6 thì trong miền Nam bây giờ nó cũng nở sớm hơn. Đấy, và cái cây này đặc trưng của nó thì khả năng là nó là cây miền Nam, em nghĩ nó là một cái cây miền Nam, bởi vì bây giờ cái việc mua bán nó cũng rất là dễ, nó không quá khó như là ngày trước. Bây giờ nó mua bán rất là dễ, thế nên người ta cứ nhập hàng miền Nam ra thì người ta bán. Thực ra thì cái này là mua ở Yên Bái về thì với cơ bản là mua ở Yên Bái và sổ nên là sổ ở Hà Đông thì phải, em không biết chính xác là nguồn gốc sổ như nào, nhưng cái này thì nhớ biết là mua sổ và gọi theo vùng miền dễ nhớ thôi, chứ còn cái tên thì đôi khi nó không quan trọng. Đấy, mọi người có thể gọi là hoa mi mắt nâu cũng được. Thì về cơ bản nó cũng không quá khó về một cái cây phi điểu. Thì mọi người có thể tham khảo thêm một số những cái cây khác và thân lá khác trên kênh Thiên Là Ngàn Hoa. Em có rất là nhiều video cũng như là nhiều cái cây đăng trên đó, mọi người cùng xem và tham khảo thêm nhé. Cảm ơn tất cả các bác, các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.